Chào quý vị, xin chào anh em. Cửa hàng hôm nay mời anh các bác theo dõi một mẫu đi Sony. Con này rất khủng về trọng lượng anh em nha, nặng lắm. Có mã là Sony 3.2 ESX. Và con âm ly này cửa hàng báo giá cho anh em là 4 triệu đồng thôi. Một con âm ly to nặng, màu đen trũi, góc cạnh đẹp không hề sứt mẻ anh em ạ. Đánh hai đôi loa AB cộng B. Và đặc biệt con này cũng có đường xuất âm thanh ra. Con này 4 tụ lọc, hai cái tụ to bên này và hai tụ bên này nữa. Một nguồn cực to. Chạy đầu 4 con sò than, 4 sò than. Nặng lắm. Cái dòng Sony nó làm nặng như cối đá luôn. Mặt sau con này nó cũng có chức năng làm rề, có nghĩa là có adapter out. Tôi đang chạy đường tín hiệu vào CD 0235 và 215W. Loa trên loa dưới trở kháng từ 4-16. Cái dòng Sony thì nó nổi tiếng là nặng bát. Con này bên trong cực kỳ nặng và gấu luôn. Cực kỳ gấu trong cái khoảng tầm tiền này anh em nhá. Nguồn to lắm này. Hai tụ lọc chỗ này và hai tụ lọc nằm đây. Hai tụ lọc đây nó che cái miếng nhựa bên trên này là không nhìn rõ ha. Tản nhiệt là cả một hệ thống màu đen. Mấy anh em cùng thưởng thức. Càng đét luôn. Mẫu ly này thì các bác vừa nghe và cũng có thể ghép vang hát karaoke. Siết chặt tay để ghi phút phận kỳ tiễn người đi. Xa trường anh lại đi vui gió sương, sông hồ gửi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi. Thường thì những bom bi khác anh em có thể lấy một tay ấy lên được, nhưng con này thì không thể ấy được. Nó nặng, nó như là một khối đá, nó nặng lắm. Những cái dòng Sony là nó hay làm gấu. Góc cạnh mượt mà. 4 triệu đồng AB cộng B. Nếu mà chuyển sang chức năng làm rể anh em vặn sang cái này adapter on đó. Đường vào tín hiệu CD bên trái có tiếng. Anh em giã loa bát 30, ok. Bát 20, 25, nhẹ nhàng. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.